lần hiên nhà nàng dịu nắng. Trời hôm ấy 15 28 tuổi của nàng, tôi nhớ chỉ 13. Tôi phải van lời ngoan nhé đừng ngờ, tôi phải van lời ngoan nhé đừng ngờ. Áo nàng vàng anh về yêu, yêu hoa cúc. Áo nàng xanh anh mến lá sân trường. Sợ thư tình không đủ rồi. Hát xong thấy sướng đúng không? Dạ vâng ạ. Giờ nghe thêm ý kiến của ban giám khảo nha. Ừ, dạ. Sướng đi rồi giờ lo nè. Xin mời giám khảo Trấn Thành làm cho bạn lo trước. Giờ báo nè, hai chữ. Xuất sắc. Quá giỏi, quá ngưỡng mộ. Bạn vừa đủ chừng mực. Ngay cả cái ngân mà ngân đóng âm nó rất là khó nha. Nhất định mình không yêu là âm ngân đóng. Bằng cái âm đóng. Kỹ thuật thanh nhạc phải tốt thì mới ngân được cái chữ đó. Thì bạn này bạn để ý cái điều đó rất là kỹ. Mà đoạn ngân kéo dài cuối cũng hay quá ha. Tinh tế cái đoạn màu tôi pha mực á. Pha mực
là đúng nghĩa là pha mực. Mà cái cách bạn luyến rất là ra cô. Tại cô thấy Thanh lâu lâu cô hát mấy cái nốt á, cô không hát đúng cái nốt của người ta, cô lượn hơn chút xíu, xuống hơn xíu trong cái kiểu nói chuyện á. Cho nên á, bạn để ý được luôn mấy cái điều đó, nó rất là hay. Bạn cũng là đối thủ nặng ký đấy, không đùa đâu. Cảm ơn Thành ạ. Chị phải nói chị rất phục em. Em hát cái độ vang của em ấy, nó làm chị muốn nhức đầu luôn đấy. Tại vì nó rất là mạnh. Một cái lời khen của chị chứ không phải là chị chê. Cộng hưởng thêm là chị ngồi đây chị nói với đạo diễn là ơi phát cho cái đầm, nó sẽ bung lụa. Phát liền. Và cộng thêm dài hai... cho nó cây trăm với không. Một sâu chuỗi ngọc trai. Không, một cái khăn quàng bằng lông ấy, giống cô Thái Thanh ấy. Vào đêm đó là vô luôn. Dạ. Cô Minh Tuyết vừa rồi múa sao Hoàng Nhân Nam thấy giống Hồ Nguyệt Cô hóa cáo à? Cái đoạn đó là nhìn xuống thấy khán giả bị vắng á. Giang Tấu không có đứng yên nha. Dạ vâng, phải đi ạ. Em để ý cổ mà Giang Tấu á, cổ giống như cổ đang kiếm người thân ngoài bến tàu á. Em để ý đi là cổ nha. Là cổ nhìn đâu đó mà y như là tưởng là cổ đang nhìn người thân cổ thiệt ở dưới á, kiểu là hân hoan lắm. Đó là nhìn rõ ràng là mà cổ không có đứng yên chỗ đâu rồi nha. Là phải diễn nha. Lần sau mà ông diễn tôi trừ điểm đoạn đó đó. Dạ vâng ạ. Có nhớ cái bài cô hát bài với bài là cô chỉ Lan à. Sao tua trên cái ơi. Thật là cô cầm cái khăn cái cô thải qua bên đây một cái, cô thải qua bên kia một cái. Sao mà cô ý Lan cũng làm tôi muốn gãy luôn làm đôi luôn. Thiệt. Mà cô như vậy cô không bao giờ đứng yên hết trơn đó. Mà phụ nữ hồi đó. Xưa người ta hay nhờ. Mình nhìn cô Thái Thanh với lại chị Lan nha. Mình thấy luôn là họ điệu từ trong cái cốt cách họ điệu ra, chứ không phải là cố tình điệu nha. Mà cổ đi từ xa cũng vậy. Cổ không có, ví dụ giờ em đi bình thường, vừa xả xong show là em tàn tàn đi vô, phải không? Còn cô không. Cô xuất hiện một cái là và cô đi á, cái mặt của cô là cô không bao giờ mà cô. Còn cô Khánh Hà khác nha. Khánh Hà là tàn 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 Hả chị Hà? Trời ơi, hôm qua không có ngủ mệt cũng chết. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi mình đừng nhiều chuyện chị Khánh Hà rồi chị Lan nữa. Mình quay lại với cô Thái Thanh đi. Đừng nhiều chuyện nữa. Tôi vừa mới xem một cái clip. Đó, chờ mới không nói hề nhiều chuyện không? Đâu. Vô tình xem được một cái đoạn phim. Thì là cô Thái Thanh hát bài Tuổi 13 trong một cái live show mà ca nhạc mà có thể là lần cuối cổ được hát là năm 2006 á. Thì cổ có giới thiệu với khán giả và hát lại bài Tuổi 13 này. Và năm đó hình như là 73 tuổi rồi. Và cô rất là lớn tuổi, nhưng mà cách giới thiệu rồi lúc vào bài hát và đùa giỡn trong cái câu giới thiệu á, thì thực sự người ta vẫn tin trong tâm hồn á của một cái người phụ nữ luống tuổi đó là đúng là có một cái tâm hồn của một cái thiếu nữ 13. Tôi có biết cái clip anh Nam nói, có một cái clip mà sinh nhật của cô nữa. Cái cô đứng vậy nè, cái Ý Lan sợ là mẹ không thuộc bài. Ý Lan nhắc gì mà lượt tay. Cái cô Thái Thanh lớn tuổi đó mà. Nhưng mà mẹ có hát được không? Trời đáng nát. Mới bên này la con xong là bên này hát liền. Nhập tâm vô liền. Mà cưng ơi là cưng. Những cái điều đó nó đến từ cốt cách. Bởi vì mới khen em là em lôi được cái cốt cách đó ra. Nhưng mà chị góp ý chút xíu thôi. Chị vẫn chưa thấy kiểu mà vừa hát vừa nói của cô Thế Thanh ấy. Em vẫn chưa có đạt được cái mức độ của cô. Và làm lại cho anh liền nè. Anh chỉ luôn ngay lập tức. Áo nàng vàng đó. Anh về yêu hoa cúc. Cái đó là bị học thuật đó. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc. Đó là nhẹ nhàng vậy thôi. Phía. Em nói á, không phải là nói kéo dài, mà là em nói. Em nói mà. Vậy thôi. Nó ngắn gọn hơn và nó xúc tích hơn một chút xíu. Kính thưa quý vị, trông Thái Thanh như thế này mà tôi hát Tuổi 13, quý vị thấy có hợp lý không ạ? Dạ, xin được cảm ơn và chúc mừng cho bạn.
Và ngày hôm nay đúng nghĩa là chúng ta đang coi, đúng không ạ, một cái tiết mục trình diễn thôi chứ không phải đi thi nữa. Và hy vọng rằng là bạn sẽ có cơ hội bước vào vòng tiếp theo. Một lần nữa chúc mừng bạn Bình Nguyên. Xin cảm ơn ạ. Một sông xanh xanh, một sông tràn mong manh, một sông nồng ý biếc, một sông sâu mấy kia, một sông trời sao xưa, một sông tình thương mến, một sông con quyến luyến. Và đó chính là Bình Nguyên. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Sắc Màu rất nhiều. Mời Nguyên qua đây. Trời ơi, tôi nghe hát giọng ốc, bây giờ tôi mới nghe là hát nổi gai ốc là bạn đó.
Thôi ơi, giám khảo Trấn Thành phải múa cho bạn, rồi gào thét với bạn, rồi vỗ tay với bạn. Rồi chị Minh Tuyết là không còn gì để nói không, nữa. Chị ngồi chị coi mà chị tưởng tượng là em đang hát là trời ơi, phát cho tôi cài váy. Trời ơi, phát cho tôi cài váy. Thiệt luôn đấy. Sao giờ em lại mặc vest? Mặc vest gì? Hỏi kìa, trả lời. Tại sao mặc vest không phải mặc váy? Dạ vâng ạ. Dạ thưa, thì em nghĩ rằng là có mặc vest hay là mặc váy đi chăng nữa thì cái tình cảm mà em dành cho danh ca Thái Thanh là một thứ tình cảm rất là đặc biệt, bởi vì em yêu mến danh ca Thái Thanh từ lúc nhỏ đến giờ, và đây là một bài hát tâm đắc nhất, và ngày hôm nay em quyết định chọn để thi ạ. Anh cảm xúc liền đi anh, mời anh Thành. Bạn làm một cái điều mà tôi nói là phi thường. Thật sự đó là như thế. Vỗ tay. Cảm ơn ạ. Nói thật bạn, rất nhiều người nam đã hát giọng nữ, và thường là họ sẽ hát giọng pha, và họ sẽ luôn luôn vướng cái khoảng từ giọng thật qua giọng pha. Mà bạn vẫn hát nó trôi chảy, có nghĩa là từ giọng thật bạn qua giọng pha nó rất là mượt. Nó mượt tới mức độ nó không cho người ta cái cảm giác nó có khoảng cách. Và quan trọng, bạn không phải là một người học hành không, mà bạn này có áp dụng được, có nghĩa là bạn hát rất là có hồn và tinh tế nhé. Sử dụng từ là tinh tế. Có thể là nó không giống 100%, nhưng ít nhất nó cũng phải được trên 90%. Cái cách bạn vỗ tay, bạn kêu người ta vỗ tay, bạn làm rất là giống. Và thật sự, một người đàn ông mà để cái quãng giọng của mình mà lưu loát như vậy, lên xuống gần 2/8 như vậy, thật sự nó là một cái điều phi thường. Với tôi thì tôi nói là phi thường. Em xin cảm ơn ạ. Xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Với một cái giọng hát nam mà hát cái giọng giả thanh như thế, mà hát một cái bài hát cái quãng rất là rộng, rất là cao, mà em hát cái nốt, cái cao độ, cái cường độ của em rất là chắc, nhất là cái nốt cao nhất á, em không có bị lép luôn ấy. Lên còn đẹp hơn nữ. Đẹp hơn lên nữ. Lên đẹp hơn nữ. Nếu mà mình nói mình chấm một cái ca sĩ bình thường đi thì quá tuyệt vời luôn. Huống hồ chi là em đã có cái nét giống cô. Và hồi nãy Thành còn thiếu một cái nữa là em cũng khá rất là chắc nhịp. Tại vì gần cái đoạn cuối ấy, thì nhịp nó sẽ nhảy nhanh lên. Lúc mà em kéo cái câu gần cuối xém chút rớt nhịp, nhưng mà em bắt được vô liền. Còn nếu mấy ai mà không có nhịp chắc, hoang mang là rớt chỗ đó liền. Mà cái staccato cái đó rất là khó đó. Cái bài dòng sông Danube này, cái đoạn khó nhất là cái đoạn staccato đó. Mình luyện cái bài đó đó, lấy ngón tay đút vỗ điện, đút vỗ điện, 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 điện. Trời. Nó là như vậy, hiểu không? Mà bạn làm cái đó nó rất là nhuyễn. Dĩ nhiên là không hoàn hảo, nó vẫn còn có một chút xíu chệch choạng nhỏ thôi. Nhưng mà quan trọng là cái độ tỉnh táo của bạn cực kỳ kiểm soát mọi thứ. Chị chúc mừng em trong tiết mục vừa qua. Xin được cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Mời giám khảo Hoài Nhật Nam ạ. Đúng là Bình Nguyên là đặt trong tương quan với một đối thủ cũng nặng ký khác, nhưng mà em đã gọi là vượt qua cái rào cản về cái giới tính của cái thanh quản của người nam á, để giả một cái giọng nữ mà nữ cao nữa. Anh nghĩ là một cái tài năng á chứ, đúng không? Em đã thử hát giả thanh từ bao nhiêu tuổi? Dạ xin thưa, em chỉ mới hát giả thanh cách đây được 2 năm thôi ạ. Vậy là một thời gian cũng không dài, đúng không? Nhưng mà lúc mà bạn đi hát bên ngoài, em đi hát bên ngoài, dạ, là em hát giả thanh luôn hay dạ là không, em không hát luôn? Dạ không, em đi hát ở ngoài em không hát giả thanh ạ. À, em hát bằng giọng thật của mình. Đây là chương trình đầu tiên mà em tham gia và em hát giọng giả thanh luôn. Wow. Xuất sắc. Đưa trước. Dành nữa. Cho thêm hộp. Trời, ủa sao hộp bự luôn rồi? Hộp tôi lúc nào cũng bự. Trời ơi, hộp này sao? Ta lấy hộp khác. Vậy là sao hai giám khảo tự nhiên đi lấy ở đâu mà hai cái hộp bự quá trời đất của tôi như thế này? Tôi cảm thấy đạo diễn bự. Hoàng Nhật Nam, em có hộp bự cho anh. Nó nghe nè quý vị thấy thằng MC này giống gian thần trong triều đình không? Thấy nó giống nịnh thần không? Em nghĩ em làm điều đó mùa sau em sẽ được mời tiếp hả Minh Sụp? Dạ chắc chắn rồi anh ạ. Tự tin ghê. Anh Nam, nhưng mà bây giờ mình đóng vai khó khăn. Tại vì hai giám khảo Trấn Thành với giám khảo Minh Tuyết đã dơ bảng màu xanh luôn rồi. Mà cơ hội thì không phải là còn nhiều nữa. Thật ra thì các thí sinh còn lại đang chờ đợi vẫn là những thí sinh tốt,
Vì anh là một đạo diễn cho nên anh cũng không muốn người ta đoán quá sớm về kết cục của một bộ phim. Ngoài ra anh vẫn muốn là cho mình cũng như ban giám khảo sẽ có thời gian để bàn luận một chút nữa, cân nhắc thêm. Cho nên bây giờ anh đưa một viên màu đỏ để em chờ, không có nghĩa là không công nhận em, nhưng mà có nghĩa rằng có những thí sinh khác cũng đang rất là tốt và đang cần sự cân nhắc. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, bạn phải hiểu là đây là luật của chương trình ha. Cho nên là hy vọng rằng là bạn sẽ có cơ hội may mắn mỉm cười với bạn ở một vài phút nữa thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại với kết quả cuối cùng của ban giám khảo. Xin được chúc mừng cho Bình Nguyên. Vợ tóc dài tà áo vẫn bay, em đi dịu dàng bờ vai em nhỏ, chim non lê đường nằm im dấu mỏ, anh theo ngõ về gót giày lặng lẽ đường quê. Như phai nhạt mờ đường xanh, như
đó chính là Bình Nguyên và Khánh Hòa. Dạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã mang lại một ngày xưa hoàng thị, một bản phối rất là mới. Thật sự bản thân Minh Xù ngồi phía dưới nha, nghe giọng ca của bạn nam thì lại hơi hoang mang tí nhẹ, tại vì hóa thân là nam nhưng mà lại hát cái giọng của cô Thái Thanh. Bạn nam vẫn làm rất tốt nha, cái này là phải khen ngợi thật sự nha. Riêng cái bài này nha, nói về hát, tôi thích giọng bạn nam hơn bạn nữ. Chắc nhường Tuyết nói phần này chứ mắc công tôi nói ngồi hết ý nữa. Tuyết hiểu ý tôi đó. Thực sự là như thế này, không biết là có phải bạn nữ nghe cái sự góp ý của Thành cho cái bạn nam ấy. Hồi nãy Thành góp ý là cô Thái Thanh của Ngân Kết Đuôi ấy. Ngân Rung. Cho nên bạn nghĩ là cái đó là một cái đặc trưng của cô Thái Thanh. Cho nên bạn hơi làm over trong bài hát này quá. Giọng cô Thái Thanh thì cô Thái Thanh ngân, nhưng mà ngân ở trong cái chữ cuối, chứ cô không ngân trong cái câu hát giữa. Mà trong bài hát này thì bạn lại sử dụng nhiều quá. Ví dụ như cô là em tan trường về. Đúng rồi. Thì ngân chữ về. Còn bạn là em tan trường. Cái chữ tan đó cô không có ngân. Đấy. Dạ thực ra thì cũng do cái cảm xúc nhập trong bài. Nhưng mà đúng là trong bài này em có ngân rung hơi nhiều nốt. Nhưng mà bài đó nếu mà bạn bị feel á, là cảm xúc của bạn, thì nó lại là không phải là cô. Cho nên mình phải để ý, cho mình thi thì mình phải đạt được cái độ hoàn hảo cao. Mình càng có nhiều điểm cao hơn. Bạn nào là bạn em theo ngộ về, thì chứ về mấy. Còn bạn là em theo. Cô không có lên theo kiểu staccato, mà cổ là vibrato, đi thẳng theo ngõ về. Đó, thì bạn nam làm cái đó tốt hơn. Thật sự bạn nam ấy được cái như này nè, bạn hát rất là chuẩn. Dạ. Nhưng bạn phải nhảo tí nữa, ví dụ là ngò, phải thêm nó đúng vô rồi. Em tan trường về đường khuya nhớ nhà. Đó. Còn bây giờ bạn bị đều ấy, được cái là bạn hát rất là chuẩn. Xin được cảm ơn giám khảo Minh Tuyết và giám khảo Trấn Thành rất là chi tiết cho hai bạn thí sinh ở đây. Còn anh Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Cũng làm khó cho Bình Nguyên khi mà cho Bình Nguyên là kể cái câu chuyện của nhạc sĩ Phạm Duy với giọng của cô Thái Thanh trong một cái trận đối đầu, trong một cái bài hát song ca cùng với người bạn nữ của mình. Thì đúng là nó có nhiều cái thử thách như vậy, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là nó cũng tạo ra cái sự thú vị, màu sắc giải trí riêng cho khán giả. Và dĩ nhiên là khi xem tiết mục này thì đặt để trong hoàn cảnh là ca sĩ thần tượng, chứ nếu trong một cái show khác thì chắc chắn là người ta sẽ rất là băn khoăn, sẽ hỏi là anh chàng này là người như thế nào và vai nào. Dĩ nhiên là như vậy, nhưng mà tôi cũng mong là em Bình Nguyên cũng sẽ không áp lực vì điều đó. Quay sang Khánh Hòa thì đúng là giọng của cô Thái Thanh đó là giọng của một người phụ nữ mà gọi là đi hát từ năm 14 tuổi. Và cô không có học một cái trường lớp nào luôn. Và cô luyện tập bởi cái sự mày mò của mình, bởi những cái sách dạy tiếng Pháp rồi opera phương Tây kết hợp với cái kiểu hát của dân ca Bắc Bộ đó. Cho nên là cổ tạo nên một cái trường phái riêng như vậy. Thật sự cũng đúng là một cái huyền thoại. Thì cũng may là Khánh Hòa là người sinh ra và lớn lên ở cái vùng quê đó, miền Bắc Bộ đó. Cho nên là chắc chắn là Khánh Hòa sẽ có nhiều ưu thế hơn so với Bình Nguyên khi mà mình có sẵn cái dòng chảy đó trong người mình rồi. Anh rất mong là Khánh Hòa tận dụng cái điều đó và rất là trông đợi hai phiên bản Thái Thanh với hai phong cách hoàn toàn khác nhau, với hai cái hoàn cảnh khác nhau. Chúng tôi rất là trông chờ. Xin được cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam và chúc mừng cho hai bạn đã hoàn thành xong tiết mục của mình ha. Và hy vọng rằng là tuần sau chúng ta sẽ có cơ hội trình diễn những cái ca khúc solo của mình sẽ thật sự là thăng hoa hơn và đúng ý ban giám khảo của chúng ta ở đây nhiều hơn ha. Một tràng hỗ tay chúc mừng các bạn Bình Nguyên và Khánh Hòa. Dường núi giang tay nối lại biên xa, ta đi vòng tay lớn mãi về nỗi sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rồng. Bàn tay ta nắm nuôi tròn một vòng Việt Nam. Cờ nối gió đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng loài. Rừng tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vơi vời. Người trên nối linh thiêng vào đời, và nụ cười nối trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu
tôi liền một vòng từ sinh. Cờ nối gió đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng loài. Từng tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vời. Người chết nối linh thiêng vào đời, và nụ cười nối trên môi. Một tràng hô tay cho Omeli cùng với nối vòng tay lớn xuất hiện quá là ấn tượng ngày hôm nay. Xin được cảm ơn bốn thí sinh của chúng ta đã xuất hiện vô cùng dễ thương và gây ra một cái sự ấn tượng nhất dành cho ban giám khảo. Chắc là bây giờ mình làm quen với nhau trước khi mà lắng nghe cảm xúc của ban giám khảo nhé. Và lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến tất cả quý ban giám khảo và toàn bộ quý vị khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Em tên là Trần Bình Nguyên ạ. Dạ, dạ tiếp theo ạ, xin mời cô. Lời đầu tiên cho tôi xin gửi tới ban giám khảo, MC cùng quý vị khán giả lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất ạ. Tên tôi là Minh Tâm ạ, tôi đến từ thành phố Nam Định ạ. Dạ, cảm ơn cô Minh Tâm. Dạ, tiếp nối ạ, con mời cô. Tôi cũng xin kính chào ban giám khảo thân thương và MC và tất cả các thính giả đây. Một lời chào trân trọng nhất. Tôi tên là Nguyễn Thị Kim Lan, quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, con chào cô Kim Lan. Dạ, tiếp nối mời chị giới thiệu ạ. Em mến chào ban giám khảo và tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Em tên là Khánh Hòa. Dạ, vậy thì bây giờ mình đến với phần dự đoán sổ số nhẹ. Chắc là mời chị Minh Tuyết dự đoán nha. Chàng trai đầu tiên chị nghĩ là anh ấy hóa thân thành nhân vật nào ạ? Chắc là cô Thái Thanh rồi phải không ạ? Đúng không? Dạ đúng mà. Chính xác. Dạ, tiếp nối ạ. Dạ, chắc là cô Khánh Ly. Chính xác luôn. Dạ, người thứ ba cũng cô Khánh Ly luôn ạ. Hoàn toàn hợp lý. Và cuối cùng chắc là cũng là cô Thái Thanh luôn.
Chính xác, chúc mừng chị Tuyết. Và ngày hôm nay lại hai cặp đấu với nhau, đó chính là cô Khánh Ly và cô Thái Thanh. Thế không biết là cảm giác đầu tiên của giám khảo Trấn Thành như thế nào ạ? Xin mời anh. Đây là một tiết mục hay cho cả phần hòa âm về âm nhạc. Và tôi cảm ơn giám đốc âm nhạc của chương trình đã giữ cái bản phối original của nó. Nghe rất là mộc mạc, đơn giản thôi nhưng mà lấy được cái năng lượng rất là tích cực. Và nó diễn đạt bài hát hay lắm. Một bầu trời hoài niệm. Mình nghe, mình cảm thấy có một cái gì đó rất thân thương của thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì nó là cái nơi mà mình nghe những cái bài nhạc này lớn lên. Dạ. Chứ không phải là cái nhạc này viết về Sài Gòn. Dạ. Có một cái điều rất là hay ho ở đây là bốn thí sinh đều hát rất hay. Xuất sắc. Bạn Nam dĩ nhiên là sẽ làm cho mọi người rất ngạc nhiên vì khả năng giả thanh của bạn. Giả thanh để mà nó đạt đến cái ngưỡng của bạn là giỏi đấy. Nhưng mà bạn phải lưu ý là bạn phải nhấn nhá màu của cô Thái Thanh nhiều hơn nữa. Không thôi thì nó rất là dễ bị nhầm lẫn giữa cô Thái Thanh và chị Ánh Tuyết. Bởi vì chị Ánh Tuyết cũng hát bài này và với cái thái độ cũng gần gần giống như vậy. Nhưng mà cô Thái Thanh thì về phía bạn nữ bạn làm tốt hơn rất nhiều. Tại vì bạn hát á, có xử lý của Thái Thanh. Đó là không có hát theo cái nhịp gõ bình thường mà hát theo cái cách tạo nhịp của mình. Gió sao nó mềm hòa tiếng, sao tiếng cười nắng, cho nó mềm là... Là nó có vài chữ, nó kéo dài, nó miết dài, nó liếm ăn gian vào cái nhịp kia. Nhưng mà cái chữ kia đi nhanh hơn xíu để kịp nhịp. Đó là cái cách của cô Thái Thanh làm. Thì bạn nữ lại làm rất tốt và bạn hát rất có hồn. Cách bạn hát, cách bạn làm, cách bạn đưa tay ra y như cách cô Thái Thanh. Thì cô Thái Thanh cũng điệu lắm. Cô Thái Thanh với lại chị Lan, cả hai mẹ con đều hát rất là điệu, như một cái người phụ nữ mà kiểu Hà Nội xưa ấy. Thành biết tại sao không? Tuyết nghĩ nha, vì bạn nam này chắc là có đi học về thanh nhạc. Và khi mà mình đi học ấy, mình hay bị gói vào một cái khuôn khổ nhịp. Maybe. Nhịp và độ cao, độ thấp. Còn bạn này thì có thể là bạn có đi học, nhưng mà có thể là bạn thần tượng nhiều hơn. Khi mình thần tượng thì mình sẽ nghe rất là nhiều cái cách xử lý của cái thần tượng mình. Mà cái cách bạn này đứng nhá, bạn cái tay bạn hát nè, cái người bạn không khom gì nè, là y như cô Thái Thanh. Cô Thái Thanh hát không bao giờ mà cô đứng mà phương phi cao cao gì không. Cô đứng là cổ lúc nào cái người cô cũng khum khum, giống như là sẵn tay ôm lấy một cái người nào đó, cái kiểu nó như vậy. Không biết nó đúng ý sao đứng cười quá trời. Thì đúng bả rồi, khen bả vui chứ. Yeah. Thần tượng là như vậy. Nhưng mà đạt được cảnh giới như bạn nam không có đơn giản đâu, khó lắm. Cho nên cũng dành lời khen rất là nhiều cho bạn. Cái thứ hai là về hai cô. Hai cô hát rất là mộc mạc nha, rất là ra thái độ của Khánh Ly, thật sự là thế. Vì hai cô hát á, là trời phú cho hai cô cái giọng là giọng nữ trầm, cho nên giống giọng cô Khánh Ly. Nhưng mà hai cô để ý hơn tí giùm Thành nữa, những cái tiểu tiết á. Ví dụ cô Minh Tâm nha, Thành để ý có một cái chỗ này cô hát thì sẽ không giống Khánh Ly. Đó là cái phát âm cái chữ theo. Cô hát giùm Thành cái câu mà vượt thác treo leo, tay ta vượt đèo. Cô hát giùm Thành câu đó thử nào. Vườn thác treo leo, tay ta vượt đèo. Đấy, cô thấy không? Cô á, là hiện nay cô đang phát âm vượt thác treo leo, tay ta vượt đèo. Khánh Ly không có eo, mà Khánh Ly là vượt thác treo leo, tay ta vượt đèo. Đèo, cái chữ nó thẳng băng ra chứ không có đèo. À, cô để ý mấy cái phát âm đó thì nó sẽ hay hơn, Thành nghĩ vậy. Và còn cô bên này là cô Kim Lan, cô nên hát cho nó bộc trực hơn tí nữa cho nó ra Khánh Ly. Tại vì cô hát cô mượt quá. Cô Khánh Ly thì lại hát nó hơi mộc mạc hơn, cái chữ cô ngắt ra gọn gàng hơn. À, cô để ý cái đó chút xíu nữa là được. Cảm ơn mọi người, bốn người đều là những thí sinh tuyệt vời. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành ạ. Chị Minh Tuyết thì sao ạ? Xin mời chị. Nếu mà nói về nghiên cứu về cô Thái Thanh với lại cô Khánh Ly thì trong ba người này chắc có lẽ là Thành là người nghiên cứu kỹ nhất. Bởi vì Thành rất là mê. Tuyết ngồi với Thành bao nhiêu tập rồi là Thành mê cô Khánh Ly với lại cô Thái Thanh. Những cái gì mà Thành nói hồi nãy giờ là nó quá chi tiết. Minh Tuyết không có thể nào thêm thắt vào một cái điều gì hết. Chỉ có một điều Minh Tuyết muốn nói rằng là cảm ơn bốn người ngày hôm nay đã đem đến cho Minh Tuyết một cái cảm giác thật là hoài niệm. Tuy rằng hát nhạc trẻ nhưng mà khi nghe những dòng nhạc xưa, nhất là những cái hòa âm á, rất là cổ điển á, thì mình nghe mình cảm giác nó sướng vô cùng. Và nói thật, nhất là hai cô ấy, những người mà lớn á, khi mà họ hát á, không cần biết là kỹ thuật như thế nào, nhưng cái hồn của họ đưa vào á,
cái bài hát ấy, nó dễ chạm đến cái trái tim của mình lắm. Nó rất là mộc mạc, nó rất là tình cảm và nó sướng vô cùng. Cảm ơn hai cô, cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã đem đến một cái tiết mục thật là tuyệt vời. Khi mình hát song ca hoặc đơn ca thì nó sẽ phát hiện ra được nhiều điều thú vị hơn nữa mà Minh Tuyết sẽ góp ý vào những cái phần sau. Dạ, cảm ơn giám khảo Minh Tuyết ạ. Còn anh Hoàng Nhật Nam, xin mời anh. Cho phép Hoàng Nhật Nam sẽ được góp ý trước với lại cô Minh Tâm với cô Kim Lan trước. Cô Minh Tâm là đội trưởng đi đầu trước. Thì đối với hai cô đang hóa thân thành cô Khánh Ly thì thật sự là Nam vẫn tìm thấy nhiều cô Khánh Ly ở cô Minh Tâm nhiều hơn là cô Kim Lan trong cái bài hát vừa rồi. Nhưng mà có một cái điểm chung là đúng như cô Minh Tuyết nói là cả hai cô đều rất là tình cảm. Và giọng của hai cô thì có một cái gì đó, nó có cái sự trải nghiệm trong đó. Cho nên là hát bài hát này thấy rất là bình thản. Và rất mong là hai cô sẽ làm đậm nét hơn cái hình ảnh của cô Khánh Ly trong cái tiết mục song ca hoặc là đơn ca. Về phần của Bình Nguyên thì đúng là ở mùa trước ha, chúng ta cũng gặp một vài thí sinh giả giọng nữ, giả cô Thái Thanh, giả cô Ý Lan. Và cũng rất là hóm hỉnh, cũng rất là dễ thương. Nhưng mà Bình Nguyên thì thể hiện ở một cái kiểu khác. Cái giọng của Bình Nguyên có cái sự mềm mại và có được luyện tập hơn, chứ không chỉ là sở thích hoặc là yêu mến thần tượng của mình để mà mình tập theo. Vì mình là nam giả nữ cho nên mình được cộng thêm một điểm ưu ái. Bởi vì mình khó hơn. Khó chứ. Thử thách hơn. Trời khó ơi, đâu có làm không? Đơn giản mà được. Nhưng mà đúng là khó cho Bình Nguyên một cái là đang đặt trong một cái mối tương quan giữa Khánh Hòa. Trong tiết mục vừa rồi thì anh đánh giá là Khánh Hòa khá là hoàn hảo trong cả điệu bộ, trong cả cái tâm hồn, mọi thứ cảm xúc của em hát cái bài này vừa rồi. Và kể cả lúc em bè cho bạn nữa, những cái la 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 đi theo cũng bằng giọng của cô Thái Thanh nữa. Những cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà thấy cái niềm hoang ca trong cái nhạc phẩm Omelie này được Khánh Hòa thể hiện rất là tốt. Nhìn chung thì đây là một tiết mục hoàn hảo và đem đến nhiều cảm xúc cho tất cả chúng ta, cho nên là xin một tràng pháo tay cho cả bốn thí sinh. Chắc có lẽ cho phép Minh Tuyết chia sẻ một chút xíu với bạn Bình Nguyên để cho vòng 2 ấy, bạn có thể thử áp dụng coi có được hay không. Khi mà Bình Nguyên hát á, thật sự với Tuyết nha, Bình Nguyên hát rất tốt. Những cái âm sắc cao của Bình Nguyên và những chữ rất rõ, hát rất chuẩn. Chỉ có là bây giờ Bình Nguyên tưởng tượng mình là cô Thái Thanh, tại vì bạn còn đang thiếu cái nữ tính của cô Thái Thanh. Mà cô Thái Thanh ấy, cổ rất là nữ tính. Còn bạn bên đây ấy, thì bạn có cái lợi thế vì bạn là nữ, cho nên cái giọng phát ra nó đã nữ rồi, cộng là thần tượng là cô nữa, cho nên bạn sẽ dễ dàng hơn. Bạn Nguyên mà nếu như mà bạn làm đúng được á, là rất là mắc cười luôn á. Có nghĩa là cái điều đó nó sẽ gây ra cái sự phấn khích cho khán giả và giám khảo rất là nhiều. Mà mình nghĩ là với Tuyết, Tuyết nghĩ bạn làm được, chỉ là bạn phải quên mình đi. Với lại á, bạn phải để ý cái này rất là quan trọng là cô Thái Thanh, cô hát những nốt cao á, thường cô không có hát thẳng mà cô hơi rung. Trời đáng sao tôi là 18. Thì là nó hơi một tí, chứ không có là sao, nó không có thẳng băng vậy. Mà cô hát là trời đó là nó giống như cái âm thanh của cái cây đàn mà cái cây đàn mà cái đàn cò á, nghe đó. Bạn phải có cái cảm giác đó về âm thanh thì bạn mới hát được cô Thái Thanh, chứ còn không có cái cảm giác đó là sẽ là một người hát opera bình thường. Bạn phải chảy chút xíu, nhựa chút xíu, lấy hột quẹt đốt lên đấy. Thì bạn sẽ làm được. Dạ vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều với những góp ý vô cùng là phù hợp và quý giá dành cho cả bốn thí sinh ngày hôm nay. Và chúc cho cả bốn thí sinh sẽ có những phần trình diễn tiếp theo thật là tuyệt vời hơn nữa. Một tràng pháo tay, cảm ơn. Thoáng hương xưa cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết trong tôi, nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt thương đau. Ôi sao ngàn trùng mãi
ôi những người, ôi những người xóm lẻ loi một mình khóc lẻ loi một mình. Chúc mừng Bình Nguyên, đã còn xúc động quá phải không? Rồi xuống đây nè. Thế không biết cảm xúc của bạn như thế nào mà lại có những giọt nước mắt rưng rưng ở đoạn cuối như thế này nha. Thật sự rằng là qua cái ca khúc này, nhờ sự truyền tải của cố danh ca Thái Thanh mà đã chạm đến trái tim của em qua những cái biến cố trong cuộc sống và những cái sóng gió trong cuộc đời. Nó làm chạm đến trái tim của em. Vâng. Yeah. Đôi khi một tác phẩm nào đó cũng sẽ có cái ký ức riêng của bản thân mình đúng không? Và ngày hôm nay bạn đã lựa chọn cho đêm thi bán kết. Giám khảo Trấn Thành xin được mời anh chia sẻ cảm xúc riêng của mình trước ạ. Cô Thái Thanh khi thu âm bài này không hát như vậy. Đó là Thái Thanh lúc trẻ, không chia nhịp kiểu này luôn. Tôi thì tôi chưa được nghe version này live của cô ở những thời gian khi cô đã lớn tuổi rồi. Cách em xử lý nó hơi nhựa một tí. Có nghĩa là em gãy gọn hơn một chút xíu nữa thì nó sẽ hay. Vẫn có cách nhả chữ, vẫn có những cách phát âm, thậm chí vẫn có một số cách lấy nhịp là của cô. Cô hát cô cũng hay lơi, cô bỏ nhịp đầu để cô đuổi theo cái đoạn sau. Đôi khi nó gọn lại một chút, có đoạn nó được bẻ cong để rồi dứt khoát. Bẻ cong để rồi dứt khoát thì nó hay hơn là cả một đoạn mình cứ uốn lượn như thế này. Anh không nghĩ là cô sẽ hát theo kiểu đó. Đây là một tác phẩm khó, rất khó để thể hiện. Nó ác cho bạn này chỗ gì nè, tại vì bạn là nam giả nữ thì bạn hát mấy bài kia cái quãng nó không có lên xuống liên tục thì ít ra nó đỡ cho bạn, nó nằm ở cái quãng trên, bạn giả thanh hết thì nó dễ hát, nó làm cho nó cái bài nó không quá mượt. Nhưng mà hát được như bạn này nha, đã là một cái gì đó đáng nể rồi. Thực sự nam mà hát được như vậy là quá giỏi. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Giám khảo Minh Tuyết ạ, xin mời chị. Nếu mà mình nói là một chương trình thi ca nhạc thì mình nghĩ là bạn hát rất là tốt, rất là hay, rất là chuẩn. Nhưng mà đây là một cái chương trình là thi ca sĩ thần tượng, có nghĩa là mình cần cái sự giống của thần tượng của mình càng nhiều càng tốt. Trong những cái bài hát trước là những cái bài hát nó kỹ thuật và phô trương giọng hát rất là nhiều, nó không bị thể hiện cái tình cảm nhiều trong cái lời ca tiếng hát, cho nên mình có thể nhấn nhá ở những cái signature của cô. Nhưng mà cái bài hát này là một cái bài hát tình ca, nó rất là tình cảm. Khi Tuyết nghe cô Thái Thanh hát trong băng đĩa đó thì Tuyết thấy cô hát rất nhẹ nhàng, rất là đơn giản, không ủy mị, nhưng mà cô hát tự sự rất nhiều. Cô không rung trong câu chữ nhiều, cô chỉ rung cái đuôi thôi. Tuy rằng là cô không hát đều nhịp, có chữ kéo, có chữ không, nhưng nó không có phải ủy mị quá trong từng mỗi câu chữ, hoặc là cái nức nở nhiều quá. Cô không có cái đó trong bài hát này. Khi mà mình đặt cái nghĩa, cái từ của nó trong đầu của mình ấy, mình hát như nói, mình hát như cái nghĩa của nó, thì tự động mình sẽ xử lý theo đúng. Hồi thì dài, hồi thì ngắn, hồi thì trầm, hồi thì bổng. Tuyết nghĩ là bạn dư sức làm cái điều đó. Nhưng mà nhiều khi đôi lúc mình quên nó đi, mình cứ lo tập trung vào những cái đặc trưng của cô mà mình quên đi cái hồn của nó vẫn là cái chính. Xin được mời giám khảo Hoa Nhật Nam, ý kiến của anh ạ. Đó là sự phân tích về mặt kỹ thuật hát. Còn đối với riêng anh á, thì anh cảm nhận hồn của cô Thái Thanh ở đâu trong tiết mục này. Dĩ nhiên là bỏ qua cái thử thách đối với Bình Nguyên, vì cả nhân dáng em là một người con trai mà hóa thân thành một phụ nữ luống tuổi nữa, nó có muôn vàn những trở ngại. Và khuôn mặt của em là một khuôn mặt chữ điền nữa, cho nên thực sự là cũng khó khăn về mặt hóa trang. Nhưng dưới cái làn đèn ngược đó, và em nghiêng cái máy đầu và vẫn diễn từ cái intro cho đến cái gian tấu. Trong cái đoạn gian tấu anh rất thích là em di chuyển nhẹ nhàng trên cái đôi giày cao gót đó mà không có cảm giác là em đang bước đi. Có cảm giác giống như cái bục đó nó đang xoay nhẹ, em đang xoay quay cuồng trong những cái nỗi đau của mình á. Thì thật sự là anh rất là thích em trong những cái gọi là miên man về mặt cảm xúc của những cái trạng thái diễn của em á, để em có thể mềm mại hơn,
Dĩ nhiên là mình không thể nào mềm mại 100% được, nhưng mà em đang mềm mại dưới góc độ tâm hồn và những cái cố gắng nhất có thể của em về mặt hình thể. Điều đó anh rất rất là ghi nhận ở Bình Nguyên luôn. Cái bài hát này là được nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác trong một cái hoàn cảnh thật sự là ông cũng có một cái nỗi đau buồn để mà sáng tác nên cái ca khúc này. Cho nên là anh nghĩ những giọt nước mắt của Đình Nguyên ở cuối, rồi những cái nức nở đó, nó vẫn có cái nỗi đau của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, anh trai của ca sĩ Thái Thanh, vẫn có trong cái dòng chảy đó. Anh cũng chưa được xem một cái bản live nào của cô Thái Thanh hát cái bài này hết, thì không biết là thực sự nó sẽ như thế nào, cho nên là có đúng là muôn vàn trở ngại. Bây giờ vậy đi, bây giờ em thử lại một cái này liền nghe, tức đoạn ngắn thôi, em hát đơn giản lại giùm anh coi. Cùng đúng với rồi. Tinh thần của cô, em hát đơn giản lại thôi, nhẹ nhàng nhất có thể, duy như nói chuyện cho anh, đừng ủy mị, đừng cố gắng tỏ ra ủy mị, đặt cái hồn mình vào là được. Càng Nguyên, thoáng hương xưa cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đau chết trong tôi, nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt. Nói đây. Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào, em ở đâu anh ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đêm. Cảm nhận nó khác không? Nó khác hoàn toàn. Vẫn là Thái Thanh nhưng nó ra Thái Thanh hơn. Lần đầu tiên lúc nãy lên, trước khi lên em có gặp một số vấn đề tâm lý một chút, cho nên là chắc vì thế là làm nó hơi quá. Em biết không, thật sự ra không phải là em, mà là ai cũng vậy. Thường thí sinh họ sẽ mang tâm lý hát bài buồn. Hôm nay tôi hát bài buồn nha, tôi sẽ rất nhập tâm để tôi hát bài buồn nha. Nhưng mà thật sự ra khi một danh ca hát bài buồn, họ không có buồn theo cái kiểu đó. Nguyên bài hát có vẻ không buồn, tới đúng một cái đoạn nào đó cần buồn nhất là xoáy đúng một chỗ đó, tự nhiên nguyên bài trở nên buồn. Chứ cái bài buồn không phải là cái bài buồn từ đầu tới đuôi. Vâng ạ, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và chúng ta cũng đã giải đáp được những cái thắc mắc, đúng không ạ, trong cái tình cảm của bạn với cái bài hát này rồi. Và chúc mừng cho Bình Nguyên đã hoàn thành xong tiết mục. Trèo lên, lên, trèo lên, lên cây bưởi hái hoa. Bước ra xa vườn cà, bước ra
Nàng có ba người anh đi quân đội lâu rồi. Nàng có đôi người em, có em chưa biết nói. Tóc nàng hay còn xoay, tóc nàng hay còn xoay. Tôi là người chiến binh, xa gia đình đi kháng chiến. Tôi yêu nàng như yêu người em gái tôi yêu, người em gái tôi yêu, người em gái tôi yêu. Ngày hợp hôn tôi mặc đồ hành quân, bốn đồng quê biết tôi dạy chiến sĩ. Tôi mới từ xa nơi đơn vị về, tôi mới từ xa nơi đơn vị về. Nhớ khi mình không về thì thương người vợ bé bỏng chiều quê. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Bên mộ vàng chiếc bình hoa ngày cưới đã thành chiếc bình hương. Nhớ xưa em hiền hòa, áo anh em viền cà. Nhớ người yêu màu tím, nhớ người yêu màu xím. Giờ phút lẻ đời chẳng được nói một lời, chẳng được ngó mặt người. Nàng có ba người anh đi quân đội lâu rồi. Nàng có đôi người em, những em thơ sẽ lớn. Tóc nàng hay còn dài, tóc nàng hay còn dài. Ôi một chiều mưa rừng nơi chiến trường Đông Bắc, ba người anh được tin người em gái thương đau và tin mau rồi tin cười đi sâu. Chiều hành quân qua những đồi xin, những đồi xin, những đồi xin, đồi tím hoa xin tím cả chiều hoang biên bìa. Rồi mùa thu lặn gió thu sang, rồi nào du hơi
Dạ vâng, xin thêm một tràng hô tay thật lớn cho Bình Nguyên và Khánh Hòa. Tất cả quý vị cùng ban giám khảo cũng nhìn thấy được hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau đúng không ạ? Mà ngày hôm nay riêng Bình Nguyên, bạn cảm thấy như thế nào khi được phát cho cái tà áo dài này rồi? Dạ, trước hết thì em xin gửi lời chào đến quý ban giám khảo và toàn thể tất cả quý vị đang có mặt trong ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và em xin nói một chút xíu cảm xúc khi được phát cho bộ áo dài này. Tới giờ này em cũng không nghĩ rằng là mình sẽ có ngày được mặc chiếc áo dài lên người. Cái cảm xúc lúc này nó rất là lạ, mà bên cạnh đó lại rất là hạnh phúc. Bởi vì cái niềm đam mê của em và niềm yêu thương em dành cho danh ca Thái Thanh, sự hâm mộ hôm nay em được tái hiện là hình ảnh này trên sân khấu, thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời đối với em ạ. Là chứ bạn Thái Thanh cả trong lúc phỏng vấn mà. Dạ đúng rồi. Bạn Thái Thanh cả trong lúc phỏng vấn cơ mà. Tay bạn vẫn lúc nào cũng khom khom thế này. Động tác rất quen thuộc của Thái Thanh, hát là tay lúc nào cũng kêu khán giả vỗ tay theo mình. Bạn giỏi ở một cái chỗ mà Thành phải khen bạn là gì nè, cái cách bạn nhả chữ nó rất là Thái Thanh. Thái Thanh có một cái cách nhả chữ vần A, bạn để ý đi. Này em đã âm a cái khẩu hình ngang quạt ra rất là rộng. Tôi nhìn cái mặt không ghê. Không mà thiệt, tại vì tôi để ý kỹ lắm. Và đặc biệt cái thứ hai là những âm đóng, cô luôn ngân bằng âm đóng. Và bạn cũng vậy, bạn ngân bằng âm đóng rất là tốt. Một miếng, cái chữ một miếng trầu cây, một miếng là M-I-N-I-N. Miếng là trong cái chữ miếng của cô nó có cái độ vòm của khẩu hình. Mà bạn làm cái điều đó tôi nổi da gà, tại vì tôi mê cô mà. Khi nghe bạn hát tôi nói trời ơi, nó để ý luôn những cái này thì có nghĩa là nó phải mê lắm. Cái đó cái signature mà phải để ý chứ. Đó là cái chữ ký của cái giọng hát người ta. Tại vì có biết bao nhiêu người cũng hát theo cái kiểu opera này đúng không ạ? Nhiều mà, mình học được mình hát được thôi. Nhưng mà để ra cái cách phát âm của cô cái đó là khó. Không phải ai cũng để ý được. Bạn Nguyên này giỏi ở chỗ là luôn luôn biết nha. Bạn luôn luôn biết chữ nào là ngân bằng âm mở và chữ nào là ngân bằng âm đóng. Điều đó chỉ có thể làm được khi bạn tưởng tượng mình là người ta. Hết. Để làm được điều đó thôi đối với tôi nó là một kỳ công thật sự khủng khiếp. Riêng về bạn Khánh Hòa, cái tác phẩm mà bạn chọn nó quá rộng để hát được cái bài này ấy, cũng đòi hỏi cái thể lực và cái kỹ thuật khủng khiếp từ người nghệ sĩ. Xin lỗi bạn là vì hôm nay bạn chọn cái bài này nó hơi ngoài cái sự kiểm soát của bạn, cho nên nó lộ ra nhiều cái khuyết điểm cũng như là những cái điểm mà bạn không giống cô Thái Thanh nhiều. Bạn bị bạn nhiều hơn. Tại vì bạn sẽ là Thái Thanh những lúc mà mình thoải mái. Nhưng đến những cái nốt quá cao hay là những cái nốt quá khó thì để kiểm soát được những cái nốt đó mình sẽ phải là mình để mình kiểm soát nó chắc nhất. Thì lúc đó bạn lại trở về là bạn nhiều hơn. Thành thử ra nó bị lộ nhiều cái đoạn là bạn không còn là Thái Thanh nữa. Nếu hôm nay thì để là Thái Thanh thì dĩ nhiên rõ ràng chúng ta vẫn thấy cả về voice và về ngoại hình chúng ta cũng đều thấy là bạn Khánh Hòa là thể hiện Thái Thanh lúc còn trẻ, bạn Bình Nguyên là thể hiện Thái Thanh khi đã lớn tuổi rồi. Nhưng tôi không có xét về bên nào thích hơn nha, tôi chỉ nói về cái tiết mục hay và thành công hơn thì hôm nay tôi vote cho Bình Nguyên. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Hồi nãy chúng ta được lắng nghe cảm xúc của Bình Nguyên rồi, còn cảm xúc riêng của Khánh Hòa như thế nào, bạn chia sẻ luôn đi trước khi đến với nhận xét tiếp theo của ca sĩ Minh Tuyết và anh Hòa Nhật Nam. Dạ thì cảm xúc của em á là khi bắt đầu tham gia cuộc thi đó thì em cũng nghĩ là em chỉ tới với cái cảm xúc là được hát, nói lại cái cảm xúc mà mình mến mộ cố Thái Thanh. Nhưng sau khi tham gia chương trình á thì em nhận được lại rất nhiều thứ khác, từ ekip chương trình, từ cách làm việc, rồi từ những người bạn âm nhạc của mình. Và những cái điều đó làm cho em hạnh phúc quá rồi. Thì bây giờ lên sân khấu em chỉ còn em với âm nhạc nữa thôi. Hòa ơi, hôm nay Hòa có gì không? Mà nói thiệt luôn nha, mấy vòng đầu á, Hòa rất là cô Thái Thanh, rất là uyển chuyển, rất là diễn tả rất là nhiều. Mà cái vòng này tôi thấy Hòa lại có vẻ như là không có diễn tả nhiều. Cái kiểu mà lúng liếng của cô á, Hòa không có. Vì bài quá khó cho nên bị phải tập trung để xử lý nó, cho nên á là quên mất hết những cái còn lại. Ngược lại Bình Nguyên thì lại rất rất là cô rất là lúng liếng luôn.
Đó, cho nên Bình Nguyên lại càng làm thì lại thấy Hòa lại càng xa dần cô đi. Rất là tiếc cho cái vòng này. Tuyết chỉ nói một câu thế này: nếu hai bạn là hai ca sĩ thì hai bạn là hai ca sĩ hát rất tốt. Các bạn hát cao độ, trường độ rất là tốt, hát rất là chuẩn, không chinh phô và rất tự tin trên sân khấu biểu diễn. Thì đó là cái điều mà Tuyết khen tặng, dành tặng cho hai bạn trong tiết mục vừa rồi. Xin được cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Và cuối cùng ạ, xin được mời giám khảo Hoàng Nhật Nam. Bình Nguyên hôm qua diễn với hôm nay thì cũng không khác là mấy. Hôm qua em diễn cũng rất là nhập tâm. Mặc dù hôm qua thì không có hóa trang tóc tai, em vẫn mặc một cái bộ đồ tây đúng không? Và lên những cái điệu bộ của em rất là hóm hỉnh. Nhưng mà hôm nay hóa thân vào mọi thứ, phục trang và make up, trang điểm, thì em thật sự là cô Thái Thanh. Và đúng như cái lời dặn của anh đó, là em diễn và đến khi vào cánh gà em vẫn không thôi diễn. Cái điều đó là cái điều mà rất cần thiết luôn. Anh Nam có tin là bây giờ mà anh có đuổi nó vô trong phòng ăn, nó vẫn nó đi cũng như vậy. Cũng đi tướng này luôn á. Anh khỏi dặn luôn. Ý anh là vẫn là một phong thái của một người già á, chứ không nói là điệu đâu nha. Em bảo đảm anh luôn, nó ăn bây giờ nó cũng sẽ ăn như vậy. Đúng là Bình Nguyên thì thuyết phục được với mọi người rằng em là một cô Thái Thanh luống tuổi đó. Và anh có lời khen Bình Nguyên tiếp là em xử lý cái khăn tròn của cô rất là hợp lý. Cái khăn tròn để giúp cho mình cảm giác là đỡ lạnh hơn, nhưng mà vừa cảm giác là giống như là một cái đạo cụ để mà diễn á. Tức là có cái để làm điệu. Anh Nam, cho tới bây giờ anh vẫn nghĩ là cái đó là cái làm cho mình đỡ lạnh hơn hả? Không phải em. Anh vẫn tin điều đó hả? Ý là anh đang sống thật với một cảm xúc của một khán giả, chứ không phải là một đạo diễn. Em không nghĩ là khán giả sẽ tin là cái khăn đó có thể là một người ca sĩ đỡ lạnh hơn. Dạ, nó lùa nó mỏng lắm anh Nam ơi. Đó chỉ là một cái khăn làm đẹp và làm điệu thôi. Tôi cũng đã quen với cảm giác á, bị các giám khảo còn lại chọc quê. Nhưng mà cũng rất là dễ thương. Thái Thanh chứ đâu phải Khánh Phương đâu mà chiếc khăn gió ấm. Quay lại với Khánh Hòa ha, anh nghĩ rằng Khánh Hòa với một cái trường ca dài, anh vẫn lắng nghe và anh nhắm mắt lại và anh cảm nhận rất là đồng cảm với cô Minh Tuyết á, là cái phần trình diễn của em hát ở một phòng trà nào đó thì sẽ rất là tuyệt vời, bởi vì em gọi là đi đến bờ đến bến và cũng rất là xúc cảm với cái bài đó và chính giọng hát của Khánh Hòa chứ không phải là của cô Thái Thanh. Trong phần vừa rồi thì anh nghĩ rằng là em đã có một cái phần hóa thân với đam mê của mình chứ không phải là hóa thân thành thần tượng, thì anh nghĩ rằng là đó cũng là một sự thành công đúng không? Chúc mừng hai em. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều ạ. Thật sự là đây quả là một tiết mục rất là trông đợi dành cho tất cả chúng ta ngày hôm nay, và chúng tôi cũng trông đợi vào kết quả cuối cùng của hai bạn. Một lần nữa một tràng pháo tay cho Bình Nguyên cùng với Khánh Hòa.